Dung xin kính chào và cô chú anh chị và các bạn. Đây là chiếc xe mà Dung thuê đây cô chú anh chị. Chiếc xe này là 15 mét khói nha. Đó, ở bên này mình thuê thì tính xe theo mét khói nha cô chú anh chị. 8 khói, 8 mét khói, 6 mét khói, 10, 11, 12, 15 cái nào cũng được, thì cái nào thì tùy theo giá tiền nha cô chú anh chị. Cái xe này Dung thuê là ngày thứ 7, chủ nhật, thứ hai và thứ ba Dung về, thứ tư Dung trả xe, tức là 4 ngày đó cô chú anh chị, 4 ngày 5 đêm. Thì phải không ta, để nói tầm bậy đây. Tối thứ bảy, tối chủ nhật, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư, đúng rồi, 4 ngày 5 đêm á, là giá tiền á, là khác hẳn nha cô chú anh chị. Đó, tại vì mình giữ xe vào ngày cuối tuần thì cái giá tiền nó sẽ tính là một ngày giống như ngày cuối tuần á. Đây là xe có hai cửa luôn, tha hồ mà để đồ, tại Dung chở rất là nhiều đồ về để sửa nhà đó. Đây cô chú anh chị, 15 mét khói. Sao bà thu gần khơi bà? Hả phụ sinh? Bà đọc biết tài đăng là gì? Không, sao xin chào đi sư. Cái này mình có thể để là 1.450 kg nha cô chú anh chị. Mình đem tủ, mình đem giường từ bên này về bên Tây Ban Nha nha cô chú anh chị. Là xe này sẽ đi một chuyến nước ngoài. Thì khi mà Dung đi thuê xe, Dung đi siêu thị Superu thì mình hỏi thì người ta không có cho thuê xe đi ra nước ngoài, chỉ chạy trong vòng Pháp thôi. Rồi mình đi Intermarché nè, mình đi Leclerc thì họ có cho thuê đi nước ngoài nha cô chú anh chị. Này lái khắp châu Âu luôn được. Cái xe này rộng là tới 2 mét là nghe cô chú anh chị bị ngang á, mở cửa hai bên hông luôn. Khi mà mình đi thuê á là mình phải thuê trước đầu tháng á cô chú anh chị, có khi là không còn xe. Tủ rồi này kia mình sợ bị trầy cho nên là mình phải bọc bao là hết nha cô chú anh chị. Mấy cái mền đó đó là mấy cái mền để chuyên để cho dành cho dọn nhà đó cô chú anh chị. Rất là mắc nha, mình mua ở trong siêu thị Vicomarché là tới mười mấy, 20 euro một cái mền như vậy đó. Dung mua một cái lô này là của ở trên Le Bon Coin cô chú anh chị, cái trang web bán đồ cũ á, là mình người ta bán, người ta dọn nhà xong rồi người ta bán rẻ trở lại. Đợt này qua Tây Ban Nha thì không có anh Jack đi cùng được, anh Jack đi đi du lịch rồi cô chú anh chị đó, chỉ có anh Jose và anh bạn Jean-Luc cùng đi qua với vợ chồng mình thôi. Thì chủ nhật gia đình Dung đi thì thứ ba Dung mới về. Khi mà mình thuê xe này á cô chú anh chị không cần giấy tờ gì vậy hết, chỉ mình có bằng lái xe và giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân này kia thôi là đủ rồi, không cần phải bảo hiểm, tại vì xe này nó đã bảo hiểm từ đầu tới chân luôn rồi. Và cái xe này á là thí dụ ông xã Dung thuê nha cô chú anh chị, nhưng mà anh bạn của ông xã Dung sẽ lái, ông xã Dung lái xe nhà, thì anh bạn của ông xã Dung mình phải đưa thêm cái bằng lái để mà cho bên bên chỗ thuê xe đó cô chú anh chị, ví dụ như là cái người lái xe thứ hai. Khi thuê xe thì mình phải thế chân tiền đó cô chú anh chị, để trừ trường hợp mà xe bị quẹt hay là bị mất đồ này kia đó thì mà họ được bồi thường, coi như là nói chung là họ giữ tiền dưới chân của mình. Thì mình đi chỗ nào hỏi thì họ cũng bảo là phải 1.500 euro hết. Tiens, l'ouvre, mets la couverture, l'ouvre.
Thuê xe này thì có giờ mình lấy xe và giờ mình trả xe nha cô chú anh chị ơi. Tại vì thứ ba Dung về rất là trễ nên là Dung giữ xe lại tới sáng thứ tư mình mới trả xe, chứ mấy là nó bắt là 6 giờ rưỡi là phải giao xe tới cuối ngày á. Cale avec matala fustena. Tu mets un matala entre deux meubles fustena, parce que ça. Dùng có cái tủ ba mặt bằng kính đó cô chú anh chị, cho nên là mình phải bọc cho thật là kỹ luôn, tại vì sợ là nó cấn cái là rồi nó đi luôn á. Đây là cái tủ mà Dung sơn trắng lại. Thật ra là cô chú anh chị nói là tại vì gỗ để gì nó đẹp, nhưng mà nó không có được đẹp cô chú anh chị ơi, tại vì gỗ nó lâu năm quá rồi đó, cho nên là nó rất là nhiều cái cái dấu á, cho nên là Dung phải mình sơn lại để cho nhìn cho nó mới thôi, chứ nhìn cái tủ cũ là chỉ muốn giục đi thôi, người ta nhột rồi mình lụm lại đó. Phải chất đồ cho nó coi như ship cho nó gọn nha cô chú anh chị, để khi mà tới nơi thì mình lấy ra cho nó dễ nè, là cái thứ nhất, và đủ chỗ rồi cái thứ hai, Dung sợ là không đủ chỗ nữa. Đây là nguyên một bộ bàn tủ và cái tủ ly cùng một màu hết đó cô chú anh chị, mà Dung mua là từ ba nơi nha. Dung mua nguyên một bộ giường mới. Đây là cái ván giường đó cô chú anh chị, cái ván giường này kiểu như nó liền luôn á. Đây là cái nệm 1m6 á cô chú anh chị. Nhà có hai phòng cho nên là Dung mang một cái giường lớn về và hai cái giường nhỏ đó cô chú anh chị. Tại vì khách đi du lịch đó, nhiều khi khách đi gia đình hoặc là khách đi với bạn bè rồi này kia đó, thì giường ai nấy ngủ. S'il reste 50, oui. S'il reste 50 de là, c'est bon. Oh, il doit rester, ouais. Et ouais, on peut rentrer. 50 oui. On va 50 de plus, on va. T'as pas. Allez. Hop. Vous voulez mettre le cas là-bas. Ouh. On peut y aller à la table. C'est juste à
Anh bạn ra lướt hỏi cái gì mà niệm đâu mà nhiều dữ vậy. Nhưng nó không phải là niệm một cái tấm ván giường nữa cô chú, niệm rắc bốn cái chân ở dưới là nó thành cái giường rồi, cái để cái tấm niệm lên thôi. Dung nói là để Dung bọc ra lại để nó dơ. Rõ ràng là hết nha cô chú anh chị. Là sợ là đi trong xe nhiều khi mình chở nó vòng nó lắc hay này kia đó, sợ là rớt đổ bể đồ hết, cho nên là phải ràng cho nó chắc chắn lại hết. Bây giờ đồ bự xong rồi, bây giờ sẽ tới thùng cạc tông và đồ nghề để mình về mình sơn nhà rồi lại đó cô chú anh chị. Nó bắt đầu sơn rồi than rồi tùm lum đồ hết trơn, là nó chắc đầy một xe đó luôn á. Cái này là mình dọn nguyên cái nhà nguyên cái nhà luôn đó cô chú anh chị. Mấy anh bạn của xã Dung là rất là kỹ, cô chú anh chị đã chim chỗ này chim chỗ kia, bọc chỗ này bao chỗ kia, ràng gịch lại hết cho nó cứng á. À, đây là máy lạnh nha cô chú anh chị, máy lạnh mà làm máy sưởi luôn á. À, anh bạn ra lướt là anh mua giùm gia đình Dung là cực kỳ rẻ nha cô chú anh chị, cái dạng mà hàng mà người ta tồn kho đó, đó người ta bán xả kho, nhưng mà ảnh dạng như giống như là bên công ty cho nên anh mua rẻ bèo à. Tu peux le coucher ça? Ah oui, tu le mets n'importe quoi, ça c'est pas n'importe quoi. Je vais même le mettre debout. Si tu veux faire ça rade par là. Ici il y a dessus là. Il y a un dessus là, ouais, voilà. Une valise. Devant. Côté passager. Côté passager, ça. Côté passager, oui. Au pied. Eh, t'as dit, il y a les outils, pas la peine. Il a ramené une valise, là. Là, mỗi người là có một cái... cái đồ nghề hết á cô chú anh chị đó, ông xã Dung đem rồi anh bạn Giang Lức là có nguyên một cái vali bự luôn. Một cái chiếc đội hình chiếc xe mà chở đồ dọn nhà đi cô chú anh chị. Bắt luôn.
Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Dung xin chúc cho bà cô chú anh chị và các bạn có ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. No, on va voir, on va voir. Mais si, si tu es coupable, on fait tomber. Mais si pas coupable, on laisse. C'est pas grave. Anh bạn Jose hỏi là có cắt tường hay không. Dung nói là có một cái tấm tường nhỏ, nếu như mà anh cắt thì anh cắt, còn anh không cắt thì anh để cũng không sao hết trơn á. Ê, ê ouais. Coche là rappel. Đó, đang làm các con ông xã Dung gọi điện mừng sinh nhật.